Bình, tớ với Thành thấy Bình nếu nay không lên được thì nhờ người quen trên này qua lấy luôn. Là cái trên đang rất là được săn đón nhiều, Dell Inspiron 7405 trong phân khúc 14X. Nguyên niêm phong như này. Đấy, em đưa cho anh kiểm tra nha, anh tự khui luôn. Thì sản phẩm này, vâng, anh cứ khui cho em hỗ trợ luôn. Máy có sẵn Windows bản quyền, anh cũng trong lĩnh vực công nghệ, anh bảo bên mình bán độc quyền cái này à, mà anh hỏi bạn bè không ai có. Cái phân khúc sản phẩm Mỹ nó về nó khác nhiều so với hàng châu Á, cả tên gọi, đôi khi hình thức nó giống nhau, khác cái tên đó. Chuyên hàng Mỹ. Thì chị khách ở thành phố Thái Bình chị lấy, chị không dịch chuyển được, mà nhiều người nhà trên này lấy luôn nhá. Đó, thì tổng quan cái model này thì là xem chi tiết trong link luôn. Hiện tại đang được tặng RAM 8GB, thì có nghĩa là với phân khúc này thêm RAM 8GB là 16GB, giá cực kỳ tốt luôn. Anh em khui nhanh thì còn, tại vì hiện tại công ty đang chương trình chạy chiến dịch là Tết và trả hàng mà Black Friday đó, nhập được giá tốt nên là quà tặng tương đối là nhiều. Quan trọng nhất ngoài quà tặng giá trị ra thì mình được sở hữu cái sản phẩm chuẩn tiêu chuẩn Mỹ xịn sò đó. Còn laptop bán nhiều ngoài thị trường nhưng tại sao khách hàng vẫn phải lặn lội lên tận trên này lấy, chỉ vì được sở hữu cái hàng xịn sò thôi. Quy trình mà khui máy mới là như vậy. Còn máy mà bật cái lên luôn phải máy mới rồi, anh em thoại nhiều cái đấy rồi. Tổng quan Dell 7405 cung cấp vậy là 360 độ có cảm ứng, phân khúc 14.1 inch tiện cho cái việc dịch chuyển đó. Đó. Còn ngoài cái tính năng một chiếc laptop ra thì cho mình luôn cả cái tính năng mà dịch chuyển và máy tính bảng giải trí làm việc xử lý đa nhiệm. Tổng quan Dell 7405. Chi tiết nếu mà để xem chi tiết đánh giá thì anh em chỉ có xem trong cái phần link video ấy. Đấy chỉ là quy trình ghi lại khách hàng ở xa mà không biết máy mình như thế nào thì gửi cái link cho khách hàng xem. Tới trực tiếp thì khui trực tiếp ở đây, còn không thì xem qua video như này. Máy mới là nó như thế này. Căn bản là trong máy nó có sẵn Windows bản quyền rồi. Bây giờ thêm công đoạn mình cắm sạc, xong bật nút nguồn lên và vài thao tác để bung win khai báo tài khoản là mình có thể sử dụng luôn được. Đấy, tiêu chuẩn hàng Mỹ về là vẫn có sở hữu được bản quyền, khách hàng yên tâm tuyệt đối luôn, cả về chất lượng phần cứng cũng như là các phần mềm đi kèm phải đạt cái quy trình quy chuẩn nhất định, qua nhiều khâu kiểm định mới sang được đến thị trường Mỹ. Đấy, đồng khách hàng quan tâm sản phẩm xịn ấy, thì sản hàng Mỹ giá nó sẽ giá thì có thể sẽ bằng hoặc cao hơn cái giá thị trường, nhưng cái chính là mình được cái sản phẩm nó ổn định, cứ thế làm thôi, cứ thế dùng làm việc thôi. Tổng quan sơ qua một chút, trước này thì nó sở hữu một chiếc AMD, gọi là cái sức mạnh của nó, anh em có thể quen cái thuật ngữ Core i5 3 5 7, thì sức mạnh của này nó sẽ nhỉnh hơn con i5 của Intel, là được tặng thêm con dao 8GB nữa thì không biết sẽ làm gì hết cái sức mạnh con này. Với cái phân khúc đồ họa 2D thì không sử dụng hết được cái sức mạnh máy này rồi, còn làm văn phòng thì không tính được. Cái giá trị nữa là nó cho mình cũng luôn bàn phím sáng đó. Nếu máy cao cấp thì các bạn thấy cái camera nó hay có cái khóa camera đó. Giờ anh em sẽ tiến hành bung win và nâng cấp cái phần cứng lên cho khách hàng, gọi là tặng thêm cái RAM lên 16GB. Tổng quan Dell 7405. Ok, em bung win luôn cho anh đi. If you need an assistant screening, press the Windows Control and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Cái này thường mình sẽ cài trên các dụng cơ bản thôi.
dụ như Word, Excel này, như khi có cái việc dự cho. Cái này có cả nhận dạng vân tay nữa các bạn này, được cả dòng cao cấp có cả nhận vân tay, nhận dạng vân tay luôn. Đó, nhận dạng vân tay này, camera thì có cái khóa vật lý này. Đấy. Cái model được hãng đầu tư rất là nhiều, anh em mà biết thông tin thì khu nhanh thì còn được cơ hội sở hữu chiếc này, rất là hay. Em cắn ram chưa? Đấy, quy trình là vậy thôi. Anh em ngày xưa thì hơi ngại, nhưng bây giờ là gọi là anh em tiếp cận công nghệ nhiều thì vấn đề mà mở máy ra gắn thêm cái thiết bị phần cứng để cho máy nó tốt hơn thì là điều bình thường, không gì đáng quan ngại cả. Thực tế chỉ tháo mấy con ốc ở dưới đáy đó. RAM có đây rồi, sẽ lắp thêm con RAM ở đây nữa. Đấy. Thành RAM 16GB. Câu chuyện chỉ vậy thôi, nó tốt cho máy của mình hơn. Đấy, chứ không phải là cứ bung máy ra là anh em có cái tư duy và là sợ máy bị bung. Bung chỉ khi phải nhổ những cái vi mạch nhỏ, chip RAM dùng đến máy kho phần cứng. Còn đây mình chỉ gắn thêm thôi. Nhà sản xuất người ta để sẵn cho mình một khe đây để đáp ứng cho những yêu cầu mà dùng cao mà cần nâng cấp lên, giống như độ lên. Thì khách hàng nào muốn lấy nguyên bản thì có thể để dùng cũng được, còn muốn độ lên thì cái công việc là chỉ thế này, tháo mấy nóc chỉ đáy ra gắn ra vào.